Mừng các bạn đến với kèo tay hấp dẫn mọi người. Văn bền 1998. Đây văn bền 1998 này, chấp hai cầu, bên kia là Thành Phú và Nhân Liverpool. Tại sân bóng chuyền Gò Sòi mọi người. Điểm 0-0. Phát bóng ngoài. Team bền có Chiều và Mạnh Liverpool. Còn bên kia là Phước chuyền 2 nha. Điểm 1-0 nghiêng về cho bền. Thành Phú xử lý tốt. Bên kia là 2 Liverpool mọi người. Điểm 1 đều. Đập bóng tốt của bền. Điểm 2-1. Phát bóng băng điểm trực tiếp của Mạnh Liverpool các bạn. Điểm 3-1. Tiếp tục là Mạnh Liverpool. Mạnh Liverpool thuộc biên chế của Bến Tre mọi người. Quá tốt rồi. Điểm 4-1. Phát bóng giữ mối của Mạnh Liverpool. Điểm được rút ngắn 2-4. Phát bóng ra ngoài. Điểm 5-2. Vẫn còn. Bỏ bóng không qua lưới. Điểm được rút ngắn 3-5. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Thành Phú. Điểm bóng 4-5. Điểm 6-4. Điểm về cho team của Thành Phú và Nhân 5-6. Điểm 7-5. Tốt quá trời tốt rồi Mạnh ơi. 8-5. Có đổi sân không? Đổi sân nha mọi người. Đây áo trắng là Mạnh Liverpool cùng với bộ Chiều nha mọi người. Và bền 1998. Còn bên đây là Thanh Phú, bên kia là Nhân Liverpool và chuyền 2 là Phước Tân Trụ Long An. Điểm 8-5. Thành Phú phòng thủ tốt. Bên kia được phản công rồi mọi, nhưng mà đứng qua bóng chạm tay trắng ở ngoài. Điểm được rút ngắn 6-8. Có nghĩa là bền một càng chấp hai, nhưng mà phản công vẫn cho đứng qua nha mọi người. Điểm 6-8. Một pha trên cành của văn bền mọi người ơi. Vô, tăng kêu dành cái ơi.
quá uy lực. Hiện tại mình đang quay tại sân bóng chuyền Gò Sòi nha mọi người. Đường số 50A, đường số 16, khu phố 9 Bình Tân Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Phát bóng không qua lưới. Ê, con bắt mạnh cái được không? Dài. Ôi, nói gì con? Điểm 79. Phát bóng ra ngoài. Điểm 17. Phát bóng ra ngoài. Điểm 80. Phát bóng ra ngoài. Điểm 11-8. Mạnh phát đều tay quá. Thành Phú bóng chạm tay trắng ra ngoài. Bắt bốn kỳ được rồi, bốn con kỳ được kỳ đội đâu. Thì Thành Phú vừa đánh A1 về nha mọi người. Đáng tiếc là thua Khánh Hòa. Điểm 9-11. Chạy ơi, chạy kia cho dân rồi, bên kia quýt đo hàng à. Phòng thủ tốt của Thành Phú. Tiếp tục điểm về cho team của Bền. Cơn, thấy không, đủ vô đeo dán vô. Tù la, không cáp kỳ vậy. Bỏ cái ngực của nó. Ê, bỏ ngực đây vô làm sao. Điểm 12-9. Đập bóng tốt của Nhân. Ê, cầm đó đây, kem kem bỏ ngực. Qua vô mày, tao kêu cho quận á. Tụi kem kêu mày. Điểm 10-12. Trời ơi. Phát bóng ra ngoài. Điểm 13-10. Thành Phú quá êm. Tự nhiên bắt ra chạy kỳ. Nó bắt cường kỳ hết này hết tiền bây giờ. Chạy đi so với kiếp rồi mà. Đi so với cường. Điểm 11-13. Phát bóng ra ngoài. Rồi, em kêu cho vậy á, em kêu bền quấn. Trận này Thanh Phú phát bóng hơi phá xíu mọi người. Thôi, quấn kêu không đợi, không đợi ơi. Phát bóng không qua lưới. Rồi. Điểm 12-14. Phát bóng tốt. Đủ rồi bền ơi. Rồi vô nè. Điểm 13-14. Kết thúc không? Văn Bền kết thúc trận đấu. Lại nè. Nãy gác một điểm á. Giờ lại nè, thua anh Salah Silo mà. Tiếp tục set 2 mọi người ơi. Nhưng mà anh lại nè. Giờ 40 phút rồi. Rồi bốc thăm team của Phú và Nhân Thắng. Team của Bền sẽ phát bóng trước trong set 2 này. Anh Mạnh ơi, không có nha. Anh Mạnh. Anh Mạnh. Điểm 0-0. Phát bóng măng điểm trực tiếp. Kèo này thì thấy bên Mạnh Liverpool phát bóng ổn hơn nha mọi người. Mở máy à. Mở máy à, Thành Phú mở máy mọi người. Điểm 1-0. Đập bóng tốt của Nhân. Điểm được cân bằng 1-1. Điểm 1-1. Xử lý bóng thông minh của Bền. Điểm 2-1. Chuyền đẹp quá. Chuyền chống trắng của Phước. Điểm được cân bằng 2-2. Phát bóng ra ngoài.
chịu vô vậy. Em bắt bánh bò, em bắt. Đang ăn không? Cái món muốn có được. 2-1 Điểm 3-2. Phát bóng không qua lưới. Tại bây giờ mình phát bóng Cú đổi góc phát bóng rồi mọi người. Ở bên kia. Điểm 3 đều. Trên cành mọi người ơi. Điểm 4-3. Điểm từ cũng ngắn 4 đều. Phát bóng ra ngoài. Ông Phú set này hơi phá nha mọi người. Set trước phá mới nhỉ. Set trước còn phá gửi lắm. Điểm 5-4. Trống trắng. Ngoài hay trong đây? Bóng trong nha mọi người. 5 đều. Thấy anh chuột. Tìm thành phố tiếp tục đổi chiến thuật đưa nhân xuống phát. Điểm 5 đều. Rồi pha bay cá quá đẹp. Phản công. Điểm cho team của Nhân và Phú. 6-5. Điểm 6-5. Phát bóng tốt của Nhân. Điểm 7-5. Phát bóng không qua lưới. Điểm 6-7. Phát bóng ra ngoài. 8-6 đổi sân. Trận đấu tiếp tục. Điểm 8-6. Một pha đánh trên cành của Bền người. Đó là lý do Bền một càng chấp hai càng nha. Bên là bên trong đang 8 năm rồi á. Điểm 7-8. Điểm 8 đều. Điểm cân bằng 8 đều. Bên là đá 8. Nào. Anh đang phải đi. Trọng trắng. Phòng thủ tốt của Chiều. Bền phản công. Lỗ rồi. Lưới ai? Lưới Bền. Điểm về team của Phú và Nhân. 9-8. Điểm 9-8. Đập bóng uy lực của Bền. 9 đều. Đá 7 là mập. Đó. Đứng trong đá. Hiện tại cũng đã 8 giờ tối mọi người. Sân Gò Sòi hơi gió xíu. Bỏ bóng tốt của Phú. Ở trong đá nha mập. Tôi đá nè. Điểm 19. Điểm được cân bằng 10 đều. Mày nói chơi hai gói. Điểm 10 đều.
Nhân. Điểm 11 10. Phạt bóng tốt của thành phố. 12 10. Tiếp tục phạt tốt với mọi người. Lỗi chạm lưới của Nhân. Điểm được cũng ngắn 11 12. Điểm 11 12. Phát bóng ra ngoài. Điểm 13 11. Phát bóng tốt của thành phố. Ở set 1 thì thành phố phát hơi phá xíu, mà set 2 này lấy công chuộc tội mọi người. Điểm 14 11. Phát bóng ra ngoài. Điểm 12 14. Không có dám cho vô đâu. Đập bóng tốt của Nhân. 15 12 kết thúc ván đấu. Thành phố Nhân và chuyền hai thắng cho mọi người. Không biết Bình còn đủ pin để đánh set 3 nữa. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.